Phorus brachidae, hay còn được biết đến với cái tên phổ biến hơn là chim khủng bố. Đây là một họ chim không biết bay ăn thịt, từng là những loài động vật ăn thịt lớn nhất tại Nam Mỹ trong Đại Tân Sinh, tồn tại trong khoảng thời gian từ 62 đến 1,8 triệu năm trước. Chim khủng bố là cơn ác mộng đối với các loài động vật ăn cỏ có cùng môi trường sống với nó. Trong video ngày hôm nay, Undrexa sẽ cùng các bạn tìm hiểu về sự xuất hiện, giết chóc và tuyệt chủng của những kẻ ăn thịt đáng sợ này nhé. Lịch sử khám phá. Được biết đến trong văn hóa đại chúng trên toàn thế giới với cái tên chim khủng bố, thuật ngữ khoa học dành cho những loài chim này thực ra là Phorus brachidae, theo tên nhóm Phorus brachidae. Quá trình đặt tên nó theo tên thành viên đầu tiên của nhóm được các nhà khoa học phát hiện, trong trường hợp này là Phorus brachos. Sau khi được Florentino Ameghino đặt tên vào năm 1887, chưa có tiền lệ nào về loài chim ăn thịt lớn tồn tại ở Nam Mỹ, mặc dù các loài chim lớn khác đã được biết đến ở những nơi khác trên thế giới. Và Ameghino cho rằng xương hàm dưới không có răng nhưng thực sự thuộc về một loài động vật có vú lớn. Ameghino sớm nhận ra rằng mô tả ban đầu của ông là một sai lầm. Điều này đã được xác nhận bằng vật liệu hóa thạch mới và hoàn chỉnh hơn. Những loài chim lớn không biết bay thực sự nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng chế độ ăn của chúng luôn là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt vì mỏ của chúng thích nghi tốt với lối sống ăn thịt hoặc ăn cỏ, và đó là cách chúng cong mạnh xuống dưới để tạo thành một cái cuốc nhô ra phía dưới hàm dưới. Đặc điểm này được cho thấy ở một số loài chim kiếm sống bằng cách xé thịt khỏi cơ thể của chúng, các loài động vật khác, và được coi là có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Phorus brachidae là loài ăn thịt. Sở thích ăn uống này kết hợp với kích thước khổng lồ của một số chi liên quan của chúng là lý do tại sao chúng được cả thế giới biết đến với cái tên là chim khủng bố. Hình thái và sinh thái học. Phorus brachidae có hình dáng chung tương tự như các loài chim lớn không biết bay khác, và về kích thước thì đà điểu đôi khi dùng để so sánh sơ bộ với nó. Điều này không chỉ mang lại khả năng vận động hiệu quả trên các khoảng cách lớn, mà nhiều loài Phorus brachidae lớn hơn được cho là có khả năng đạt tốc độ đáng kinh ngạc, ít nhất có thể đạt đến 45 km/h, với những thành viên mạnh mẽ hơn trong nhóm thậm chí còn nhanh hơn. Đầu chúng ngẩng cao trên một cây cổ dài, một thứ không chỉ giúp Phorus brachidae có khả năng tiếp cận đáng kể mà còn có hiệu suất cao. Nghiên cứu về các hộp sọ của Phorus brachidae lớn cũng cho thấy các khu vực dành cho các cơ hàm lớn. Những cơ này không chỉ có tác dụng chống lại các cơ hàm mà còn có thể cho phép nó mở và đóng hàm nhanh hơn. WebCT, các hộp sọ của Phorus brachidae xác nhận rằng chúng khỏe nhất khi chịu được áp lực hướng xuống từ bên dưới, không chịu được nhiều các chuyển động từ bên trên. Tính năng tiết kiệm, nó cũng được hiểu là một buồng cộng hưởng. Nếu giải thích này là chính xác thì Phorus brachidae có thể đã gọi nhau bằng cách đóng mở của chúng thật chặt vào các hộp sọ với âm thanh từ cú va chạm vang vọng bên trong buồng này. WebCT, Phorus brachidae được gọi là không biết bay thứ cấp vì chúng tiến hóa từ những loài chim biết bay đầu tiên xuất hiện vào Đại Trung Sinh. Bản thân đôi cánh đã bị thu nhỏ đi rất nhiều và dường như là vô dụng để bay, nhưng chúng có thể vẫn phục vụ mục đích trưng bày cho các loài chim khác hay thu hút bạn tình. Móng vuốt trên cánh cũng có thể đã được sử dụng trong cuộc chiến giữa các cá thể, có lẽ như một vũ khí thay thế cho cây mỏ tàn khốc của nó. Trứng của Phorus brachidae cho đến nay hầu như chưa được biết đến, và có thể có kích thước khác nhau tùy thuộc vào chi được đề cập. Trứng Phorus brachidae lớn hơn có thể có kích thước trứng tương đương với đà điểu là khoảng 15 x 13 cm, đôi khi có thể là lớn hơn. Trong trường hợp không có trứng, cách duy nhất để ước tính kích thước trứng là nhìn vào các tàn tích sâu sọ nếu có thể và đưa ra phỏng đoán có căn cứ. Những điều khó nói. Có thể hơi xa lạ với các bạn nhưng loài chim Serima vẫn được đề cập ở đâu đó, bởi vì hai chi còn tồn tại chưa tuyệt chủng và vẫn còn sống là Cariama ristata và Chunga bermiis teri, được cho là hai sinh vật còn sống gần gũi với loài chim khủng bố đã tuyệt chủng. Hình dạng cơ thể tổng thể của chúng rất giống với loài Phorus brachidae, nhưng ở quy mô tương tự như các thành viên nhỏ hơn trong nhóm. Chim Serima được biết đến là có khả năng bay như khoảng cách ngắn và đậu trên những cành cây cao tới 3 mét so với mặt đất, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu các loài Phorus brachidae nhỏ hơn có khả năng làm được điều này hay không. Săn bắt, giết chóc và ăn thịt. Mặc dù chạy nhanh nhưng loài Phorus brachidae vẫn có thể sử dụng chiến thuật phục kích để tiếp cận con mồi. Điều này là do hình dạng to lớn và quan trọng hơn là chiều cao của chúng sẽ dễ dàng được nhìn thấy từ xa. Điều này cho phép các loài động vật ăn cỏ có thể có cơ hội để mở rộng khoảng cách với chúng.
Một chiến thuật tốt hơn cho loại Forest Brassis là ở rìa của một tán cây nhô ra và ẩn mình giữa các thân cây, miễn là chúng vẫn ở giữa những cây thưa thớt hơn, những khu vực phát triển, hoặc thậm chí tốt hơn là khiến con mồi sợ hãi để bước ra ngoài. Sau đó chúng có thể sử dụng tốc độ vượt trội của mình để thu hẹp khoảng cách và tấn công. Làm thế nào mà Forest Brassis giết chết con mồi phụ thuộc vào kích thước của con mồi. Như đã đề cập ở trên, hộp sọ không thích nghi để chịu được một lượng lớn áp lực từ các bên. Điều đó có nghĩa là Forest Brassis có thể sẽ không buộc chặt để giữ con mồi lớn hơn vì có nguy cơ làm nó bị thương. Điều này cũng khiến cho khó có khả năng con mồi nhỏ hơn bị lắc từ bên này sang bên kia như một số động vật ăn thịt có vú thường làm. Đây là hai phương pháp săn mồi được chấp nhận rộng rãi nhất. Đầu mỏ hình móc rõ rệt được thấy ở hầu hết các loài chim săn mồi như một công cụ hỗ trợ kiếm ăn. Nhưng loài Forest Brassis có đầu mỏ rõ rệt đến mức chúng có vẻ lớn một cách không cần thiết. Người ta cho rằng loài Forest Brassis lớn hơn có thể kết hợp mỏ này với các lợi thế về chiều cao mạnh mẽ của chúng để bắt đầu một loạt đoàn tấn công hướng xuống trên con mồi. Đặc biệt là những khu vực quan trọng như cổ, cột sống và đỉnh hộp sọ, những nơi có thể bị lộ ra nhiều nhất từ phía trên. Khi bị hạ xuống với một lực đủ mạnh, điều này phần đầu có thể đã làm vỡ và tách rời các đốt sống cũng như các khoang trên hộp sọ, gây ra vết thương có thể khiến con mồi bị tê liệt hoặc tử vong ngay lập tức. Con mồi có xương sống nhỏ thì chúng sẽ ngậm trước khi ném chúng xuống đất và va vào các vật cứng với lực mạnh nhất có thể. Điều này không chỉ làm choáng và giết chết con mồi, mà còn làm gãy xương con mồi khi nó có thể dễ dàng bị nuốt toàn bộ. Thông thường, Forest Brassis sẽ giết chết những con mồi quá lớn để có thể nuốt được và không cần. Ở đây, đầu móc của nó sẽ cắm sâu vào thịt và rút lại, khi đó hàm dưới sẽ rút lại, xẻo từng miếng thịt để nó có miếng vừa ăn. Có thể loài Forest Brassis cũng đã dùng móng vuốt ở chân để xé xác cũng như đè xuống để chúng có thể sử dụng cơ thể của mình, dùng trọng lượng để giúp loại bỏ các mảnh thịt. Nơi chúng sinh sống. Phần lớn Forest Brassis hiện được biết đến và đã được tìm thấy ở Nam Mỹ, đặc biệt là ở Argentina, Uruguay và Brazil. Paleopsilopterus được phát hiện ở Brazil và có niên đại từ 60 triệu năm trước. Cho đến nay, ngoại lệ duy nhất của loài Forest Brassis độc quyền ở Nam Mỹ là Titanis, loài chim khủng bố đầu tiên được phát hiện ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, hóa thạch của Titanis được phát hiện ở Texas có niên đại từ đầu thế Pliocene cách đây 5 triệu năm, rất lâu trước khi hình thành một cây cầu nối đất liền Bắc Mỹ trong khoảng thời gian này. Chuyển động kiến tạo vẫn đang đẩy các khối đất liền lên và mực nước biển dao động có thể đã gây ra sự khác biệt về độ bao phủ đất liền. Vì Titanis không thể bay nên nó phải bơi hoặc khai thác những đường bờ biển đang thay đổi đến tận Bắc Mỹ. Tuy nhiên, chuỗi sự kiện tương tự đã cho phép Titanis xâm chiếm Bắc Mỹ cũng có thể đã dẫn đến sự sụp đổ của loài Forest Brachidae. Sự trao đổi vĩ đại và tuyệt chủng. Forest Brassis biến mất khỏi hồ sơ hóa thạch trong khoảng 2 triệu năm trước, trong giai đoạn Galician của thế Pleistocene. Tuy nhiên, một số nguồn vẫn tiếp tục trích dẫn không chính xác về sự biến mất cuối cùng của chúng gần đây. như 10.000 năm trước. Điều này dựa trên việc phát hiện ra hóa thạch của Titanis cùng với các sinh vật khác được biết đến là sống trong khoảng thời gian này. Nhưng những hóa thạch này đều nằm ở dưới đáy sông Santa Fe ở Florida và đã bị dòng nước cuốn trôi khiến tất cả các hóa thạch dễ bị lẫn lộn. Phân tích hàm lượng khoáng chất của hóa thạch xác nhận rằng hóa thạch Titanis thực sự được hình thành trước 2 triệu năm trước. Chi tiết hơn về loài này mình sẽ nói trong các video sau nhé. Khoảng nửa chặng đường của thời kỳ Pliocene khoảng 3,5 triệu năm trước, eo đất Panama được hình thành do sự kết hợp với các hoạt động núi lửa và kiến tạo, mực nước biển giảm làm tăng khối lượng đất mới. Sự hình thành của cây cầu nối này có ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới, làm gián đoạn các dòng hải lưu và đường di cư của các loài động vật như cá voi. Nhưng sự phát triển quan trọng nhất đối với loài Forest Brassis là chúng không còn bị cô lập với phần còn lại của thế giới. Điều này đã gây ra sự kiện mà ngày nay được gọi là giao lộ vĩ đại của nước Mỹ, nơi chứng kiến những kẻ săn mồi mới như hổ răng kiếm Smilodon thiết lập sự hiện diện ở những khu vực mà Forest Brassis trước đây là kẻ săn mồi thống trị. Forest Brassis đã sống cùng với các loài săn mồi khác như Thylascus milus, những loài săn mồi bản địa ở Nam Mỹ luôn tiến hóa và sống dưới sự đe dọa của Forest Brassis và có khả năng có hành vi và chiến lược săn mồi khác nhau có thể khiến chúng ngang hàng với các loài Forest Brassis. Một yếu tố khác ảnh hưởng đến Forest Brassis là khí hậu đang thay đổi liên tục của Nam Mỹ. Dãy núi Andes chạy dọc phía đông của Nam Mỹ đã khiến phần lớn lượng mưa rơi xuống chúng. Phạm vi thay đổi của các luồng không khí và áp suất gây ra lượng mưa. Điều này khiến các khu vực khác của Nam Mỹ trở nên khô hơn với các vùng đất có rừng.
từ đó trở thành thảo nguyên khô cằn và thảo nguyên rộng mở. Điều này không chỉ làm thay đổi các loài động vật ăn cỏ hiện có, khiến cho Forest Brassis không thể sử dụng vỏ bọc để che giấu hình dáng cao lớn của mình trước các con mồi được nữa. Ngay cả những kẻ săn mồi chạy nhanh cũng không có nhiều cơ hội bắt được những con mồi nếu các con mồi có thể nhìn thấy chúng đang ở khoảng cách xa. Ít nhất điều này có nghĩa Forest Brassis sẽ phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để săn được con mồi, làm giảm hiệu quả của chúng và khiến chúng khó cạnh tranh hơn với các đối thủ săn mồi mới. Chứng kiến sự sụp đổ của loài Forest Brassis mà ngày nay mãi mãi được mệnh danh là chim khủng bố. Vừa rồi là những thông tin về Forest Brachidae, một họ chim khủng bố săn mồi đáng sợ ở Nam Mỹ thời tiền sử. Các bạn thấy sao về sinh vật này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu có bất cứ yêu cầu mình làm về loài nào thì cũng bình luận bên dưới luôn. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ thành quả lao động của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.